Xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay tranh thủ độ một chiếc xe trợ lực điện lên tay ga nhé. Để tôi quay video để anh em xem và tham khảo nhé. Thì để độ một chiếc xe trợ lực điện của Nhật đấy lên tay ga thì chắc chắn là chúng ta cần phải một tay ga rồi. Đây là một cặp tay ga nhé. Tay ga này là tay ga có khóa và báo số nhé. Đây là pin, sử dụng pin 24V. Nếu mà khi mình ngồi trên xe mình ga mà nó xuống khoảng 22V là hết điện nhé. Và thứ hai nữa là không thể thiếu, đó là cái IC. Đấy, cái IC của nó. Thì một số bạn này hỏi tôi tại sao để mới lắp cái IC bên ngoài. Thì theo cá nhân tôi đánh giá thì chúng ta nên chuyển IC sang bên ngoài nhé, để tiện nó hỏng hóc, thay thế cho nó rất là đơn giản. Chứ bây giờ mà chẳng hạn IC nó vẫn nằm ở trong này thì chúng ta vẫn chế được nhé. Tức là chúng ta sẽ bỏ cái vỏ nhôm ra, xong rồi ép cái phần thành nhôm vào cái phần động cơ này là vẫn bên trong này là vẫn được nhé. Nhưng nó khá là bất tiện nếu trường hợp mà chúng ta hỏng hóc thay thế ấy, thì không phải là ai cũng có đồ để mà thay. Thứ nhất đồ để tháo lại, thứ nhất là T8 này, ốc T8 này tháo những cái đầu đầu ốc của cái phần khối động cơ phía dưới gầm này nhá. Thứ hai nữa là đầu khẩu 14 để mình tháo cái phần đùi bần đạp này, cái rồi vam tháo cái đùi này ra này, đùi bần đạp này ra này, nó khá là phức tạp, rồi mỗi lần tháo ra lắp vào rất là mệt nhá. Đấy, rồi cái pin theo con xe của nó thì bao giờ dung lượng nó khá là thấp. Như con này là pin tôi đã đóng lại rồi nhá. Pin này giờ dung lượng nó là 13H, sử dụng xe Opana nhá. Đấy, hệ đóng hệ 7S4P. Đấy, đây là chiếc xe mà chúng ta đã đấu lại đây. Đấy. Đấy, khi mà chúng ta chuyển đổi như thế này ấy, thì khi mà nó hỏng hóc về tay ga, nó hỏng hóc về về IC thì chúng ta độ lại hoặc sửa lại rất là dễ nhé. Còn trường hợp mà chúng ta muốn tận dụng lại cái đèn này thì vẫn dùng được nhé, đèn gốc nguyên bản của nó vẫn dùng được nhé. Còn nếu trường hợp mà anh em không thích thì anh em có thể thay nhé. Còn một bộ mà chuyển đổi từ trợ lực điện sang tay ga này thì nó chỉ có giá 120.000 tay ga này, IC 108 là 300, với cái hộp 120 nữa là 420.000 nhé. Nếu anh em mà lấy thêm một cái dây nối dài từ động cơ lên thì thêm lấy tròn là 450 nhé. Đây anh em xem tham khảo nhé. Nếu mà anh em có nhu cầu mà mua cái bộ mà chuyển đổi từ trợ lực lên tay ga thì cứ liên hệ nhé, thì tôi sẽ đấu nối sẵn cho anh em. Thì anh em về mà dây dài dây ngắn thì có thể thêm bớt, còn về cơ bản tôi đấu sẵn rồi. Thì anh em chỉ việc rút lõi cái động cơ ở này trong này ra này, rút lõi cái main này ra, cắt vứt hết ra. Sau đó mình sẽ hàn ba cái dây ở trong động cơ này ra ngoài đây. Và lúc này động cơ này dưới gầm này nó đóng vai trò không khác gì động cơ mà ở Mayer mà anh em hay gặp hết. Thì lúc đấy mình chỉ còn 3 dây pha và 5 dây bé cảm biến thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ đấu như các cái xe mà tôi đã làm video rồi. Nó khá là đơn giản thôi. Lúc đấy chúng ta sẽ chỉ việc đấu nối và đưa pin vào là nó chạy thôi. Đấy, như cái xe này hiện tại nó đang báo là 28,3V. Đấy, sau khi tôi ga này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử đi một vòng nhé, xem thế nào nhé. Khi mà anh em mà thích trợ lực thì chúng ta có thể vừa ga vừa đạp, hoặc ga không, khi mà có quan tính thì chúng ta có thể ga không. Đây tôi vừa ga vừa đạp đây. Tốc độ mức độ ga không nó rơi vào tầm khoảng gần 30 km/h nhỉ. Rất là cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Nếu anh em nào mà có nhu cầu mua cái bộ chuyển đổi này thì cứ liên hệ với shop nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video tiếp theo.